con đâu rồi con? Ơi, con đâu rồi? Tin ơi. Vẫn hỏi đâu để sờ vào đôi tay nào. Rồi, để con chơi với bạn gái. À, hôm nay chú đến sinh nhật Tin Tin, chú rất là mừng. Chú bế con đầu tiên mà. Nói chung là đá đó. Được rồi. Là chú chúc con lớn lên là giỏi hơn bố con với cả chú con cộng lại. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn.